làm hoa lá xôn xao nở như đón chào. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm lên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vương tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác bao lớn sang em thế nào. Anh cao khoảng chừng 20 mấy, với nắm nhìn giờ em biết ngay, chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật không quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu tiền lấy cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đâu lắm lo cưới cuối năm thêm người. Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo trong giá mưa cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đồng ngỏ lời nằm lên dài nhau. 12 con giáp em đây cầm tinh quý mùi. Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số năm con. Muốn cho vòng tròn thì anh mai mối mối mai đưa đường. Người ấy quê sẵn rồi, sau tiền ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế sao ai cười đâu? Chỉnh lại. Rồi rót có lẽ đi. Rót nhiều quá anh rồi uống chảnh. Rồi mời. Có rượu nhiều hơn chút. Rồi một chung nữa cho ông Dượng. Chúng tôi thay lời cho bên gia đình họ nhà trai kính trình với trưởng tộc họ nhà gái cũng như chủ hôn nhà gái. Hôm nay nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn năm 2024 được sự tác hợp hai bên gia đình định ngày hôn lễ đón dâu mừng cho chú rể Yến Quân sánh viên cùng cô dâu Yến Phương họ nhà trai sang đây để làm lễ đón dâu. Bên gia đình chú rể có mua sắm xính lễ như sau, gồm có bộ khai diệt, mâm chầu cao, hai chai rượu và 6 mâm thẩm quả, trong đó có mâm trầu, rượu, trà, bánh, trái cây rất là đầy đủ xính lễ. Chúng tôi rất vinh dự đón tiếp, chấp nhận những xính lễ. Rồi uống rượu, vỗ tay chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là phần xính lễ mâm quả, đặc biệt có mâm trầu cao, gồm có rượu, trà, bánh ngọt và trái cây hộp. Tất cả là 6 mâm xính lễ được bên họ nhà gái nhận những chính lễ, chúng tôi chân thành cảm ơn. Không quên chúc mừng cho tình thông gia vạn đại ngàn năm, mừng hai con trăm năm hạnh phúc. Xin mời hai chị Sư bắt tay này, hai chị Sư ơi. Rồi mời hai chị Sư bắt tay này, hai chị Sư ơi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phần nghi thức xính lễ mâm quả thì được bên họ nhà gái nhận để dâng lên bàn thờ tổ tiên cúng ông bà, tiến hành nghi thức lễ đón dâu. Thì hôm nay ngày cưới thì cha mẹ của chú rể có mua sắm nữ trang cho cô dâu, xin mời bên gia đình nam chú hôn trình nữ trang trước thân tộc hai họ. Hôm nay thì tôi là cha của chú rể, hôm nay đến trình với cô Dượng Hai và anh chị Xui. Chúng tôi đã mang đến những xính lễ như sau: một cái chuyền tai, một chi chuyền, một cái chuyền cổ, đôi bông tai và đặc biệt cặp nhẫn kim cương. Nhẫn cưới của hai con. Rồi đề nghị cho trọng tay. Rồi để chú đó luôn đi. Rồi phần tiền thông dụng trong ngày cưới. Và
một phần tiền thông thông dụng trong ngày cưới, kính trình cùng họ nhà gái. Đề nghị vỗ tay chúc mừng. Cũng như là lời của gia đình nam chú hôn kính trình với gia đình nữ chú hôn. Về phần nữ trang thì cha mẹ của chú rể có mua sắm cho cô dâu, trước tiên là có đầu bông, sợi dây chuyền, cái kiềng vàng, cái xiếng bằng vàng và đôi nhẫn cưới của hai con có đính hột sòn và một cái bao thư tiền phụ trong ngày cưới, cũng kính trình trước hai họ, thống nhất mình cho cậu tay chúc mừng. Tiếp theo chương trình nghi thức lễ thành hôn thì chúng tôi cũng làm lễ theo phong tục tập quán của địa phương cũng như của người Việt Nam chúng ta. Trước tiên thì đại diện gia đình họ nhà gái là cha mẹ của cô dâu sẽ thắp nhang nguyện hương trình trước bàn thờ của quyền thất tổ ông bà. Tiếp theo cô dâu bước ra chào thân tộc ông bà cha mẹ hai bên và đeo nữ trang và kính lễ bàn thờ gia tiên và đưa rượu cho ông bà cha mẹ bác chú cô cậu dưỡng dì thân tộc hai họ. Ngày lành tháng tốt gửi lời tỏ tình đến em, từng giây phút bối rối anh đã lỡ yêu em mất rồi, làm sao khi giờ đây anh phải nói alo 1 2 đại bàng gọi chiếc cua nghe rõ gật gù trả lời nha. Are you ok, em có đồng ý không nào, làm người yêu anh nhé sẽ chẳng sao, anh sẽ đi cùng em trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời, em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm, yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga xây lâu đài tình ái rồi sẽ chung một nhà, anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta anh sẽ được làm cha, anh sẽ làm cha và em sẽ làm mẹ những đứa trẻ ra đời, những nụ cười rạng ngời tuyệt vời trên vành môi là người ta thành đôi trong một gia đình nhỏ có hạnh phúc thật to, bao tháng ngày mong chờ lời tỏ tình ngây ngô nghe rất thô và rất ngộ, nhưng mà đó là bằng cả trái tim của anh mang dành đến, hãy gật đầu nhà em vì đâu có dễ tìm một ông chồng lý tưởng như là anh đâu mà. Giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời, em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin chẳng ai tốt bằng anh, người như anh đâu dễ tìm, yêu anh trọn đời nha, yêu anh phải thả ga xây lâu đài tình ái rồi sẽ chung một nhà, anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta anh sẽ được làm cha. Khi thời gian vẫn lướt qua nhiều năm sau chúng ta sẽ xa, cuộc đời đâu cho ta nhiều cơ hội, hãy cùng anh nắm lấy nghe này em ơi. Tiếp theo thì cái phần nạp tài của bên họ nhà trai sẽ nạp tài thông dụng trong ngày cưới, số tiền cho họ nhà gái. Xin mời chị xui trai đưa cái bao thơ cho chị xui gái. Rồi, nhận đi chị. Rồi, hai chị xui bắt tay cái nè. Chị Phan, chị có hình đi. Rồi, hai chị xui bắt tay cái nè.
Dạ, dạ, bắt ra kia chị tay mặt hết hay chị tay mặt dạ. Rồi cảm ơn dạ. Rồi ngồi xuống đi chị. Về phần nạp tài đã xong. À, tiếp theo cô dâu chú rể sẽ làm lễ ra mắt ông bà cha mẹ. À, ông bà thì chế, tiếp theo sẽ làm lễ ba mẹ, cô dâu dâng rượu cho mẹ, chú rể dâng rượu cho ba. Đây cô một tay, anh chị lấy một tay. Cô dâu chú rể dâng rượu cho cha mẹ. À, đây là chung rượu đền ơn đáp nghĩa công sanh thành dưỡng dục. Nuôi con lớn trưởng thành. À, con gái ở tốt đẹp, được cha mẹ định cái ngày vui trọng đại, đó là con đã hoàn thành nhiệm vụ người con gái trong gia đình được rạng rỡ tông đường. Cha mẹ cũng uống chung rượu, cầu mong cho vợ chồng con sống vui vẻ, trọn đời bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Hai bà cùng ly uống nè, dịn hoài, cùng luôn. Uống, uống. Trời nước suối đó. Rồi, xá ba mẹ hay xá đi. Hai đứa xá lượng. Một, hai. Rồi, cũng như cái phần nhã ý của mẹ cô dâu, thì số tiền đồng mà họ nhà trai đi, thì cha mẹ nhận nhưng mà cho lại hai con ha. Rồi, đưa cho hai con đi chị. Hai đứa lấy hai tay, chị đưa nó một tay à chị đưa nó một tay rồi. Rồi, hai con cúi đầu cảm ơn. Rồi, hai con cúi đầu cảm ơn ba mẹ. Rồi, cúi lên chị bà cúi lên cho tao. Rồi, cười nha, hai ba. Mẹ chồng cúi luôn. Thì cảm ơn dì Dương Hai đã sắp xếp công việc về đây để dự cái ngày cưới của cháu. Mời rượu dì Hai Dương Hai đi con. À, chú rể dâng rượu cho Dương Hai, cô dâu dâng rượu cho dì Hai. Rồi dịnh dịnh chụp hình dì Hai ơi, Dương Hai ơi, vui lên nha. Cười nha. Rồi. Rồi uống rượu đi. Uống nhiệt tình nha. Dạ. Vỗ tay chúc mừng. Uống nhiệt tình đó. Rồi chúc mừng cho cháu. Rồi bữa nay là ngày đám cưới của bác Phương. Dì Hai chúc dì Dĩ vô con. Trăm năm hạnh phúc ha. Dĩ cho có hình dài ơi, cười dài ơi. Cha mẹ nuôi lớn lên nhưng mà sự cu mang đầm bọc thì dì Tư là người nuôi nấng cháu và dạy dỗ cháu cho đến ngày hôm nay ha. Cảm ơn dì. Rồi dì Ba thì chủ gia cũng đứng ra tổ chức cho hai cháu cái ngày trọng đại. Cảm ơn hai dì, mời hai dì hai ly rượu, nhận lễ đi chị. Lấy một tay thôi. Dì Phúc nhận lễ đi. Rồi dĩnh dĩnh chụp hình Dĩnh Phương ơi, Phương ơi. Nhìn lên máy, nhìn lên máy. Nhìn máy nha. Rồi, cười hai dì ơi, hai ba. Rồi, dắt rồi, chị nhận đi, nhận đưa vô môi cái được rồi. Nước suối á. Rồi. À, xin mời hai dì có đôi lời chúc mừng cho cháu. Có quà tặng thì tặng cháu luôn. Hai dì đứng đó nha. Dì đây không hả? Đeo đi dì ba. Cho cháu gì đây dì ba? Cho chiếc nhẫn. Dạ, vàng này 7.9 á. Dì cho cháu một chiếc nhẫn bằng vàng. Rồi, cảm ơn dì Ba cho cháu một chiếc nhẫn bằng vàng cân nặng 1 chỉ. Rồi tới dì Tư. Dì Tư cho cháu gì đây? Dở nắp ra. Cho cháu bộ nữ trang. Quá đẹp rồi, nghiêng nghiêng quá vậy đó. Rồi, chúng ta xin giới thiệu đây là phần quà của dì Tư rất đặc biệt, gồm có một bộ nữ trang có kiềng vàng, hai tấm lắc đeo tay bằng vàng 24 nha. Cảm ơn dì Tư rất nhiều, chúc dì Tư luôn xinh đẹp làm ăn phát tài. Vỗ tay. Rồi đeo cho cháu đi dì Tư. Đây, cảm ơn quý dì. Cảm ơn quý vị rất nhiều ha. Chúc quý vị luôn luôn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ôm sát vợ vô con. Rồi tiếp theo là bài mời thân tộc mình còn ai nha. Trên những chặng đường quen, không bao giờ lùi bước trước khó khăn cuộc đời. Em hãy cứ vui cười và yêu anh rồi thì hãy tin, chẳng ai tốt bằng anh. Người như anh đâu dễ trọn đời nha, yêu anh phải thả ga, xây lâu đài tình ái rồi sẽ chung một nhà. Anh xin phép ba mẹ đôi bên trở thành thông gia, rồi 9 tháng 10 ngày qua sau đám cưới của chúng ta, anh sẽ được làm cha.
20 chiếc. Một chiếc nhẫn bằng vàng. Chưa dịnh dịnh cho chị Phần cưng ơi. Rồi cảm ơn chị Hai đã tặng. Rồi mấy em cười nha, đứng thẳng lên rồi Hai. Rồi cảm ơn chị Hai tặng cho em món quà. Rồi. Nhìn thẳng lên đây coi, nhìn thẳng lên coi Hai. Rồi cảm ơn rất nhiều. Chúng ta xin trân trọng giới thiệu về phần làm lễ ra mắt thân tộc. Như anh chị em đã xong, chúng tôi cảm ơn quý thân tộc bên họ nhà gái đã sắp xếp nghi thức lễ được nhanh gọn, thành công mỹ mãn để mừng cho hai con được trăm năm phúc. Tiếp theo thì cái phần lễ giấm mâm trầu, đúng ra thì 3 ngày gia voi phản bái mới làm lễ giấm mâm trầu, nhưng chúng ta sống trong thời kỳ văn minh hiện đại 2024 ha, cho phép cô dâu chú rể giấm mâm trầu trong ngày giờ tốt hôm nay. Thống nhất cho khẩu tay chúc mừng. Trước khi làm lễ phu thê gia bái nè, trước khi làm lễ giấm mâm trầu nè, hai con làm lễ phu thê gia bái nè, hai con cúi đầu chào nhau hai cái nè, 1 2. Đây là tâm đầu ý hiệp, đồng vợ đồng chồng, tác biến đông cũng cạn, lo phụng hòa minh, sắc cầm hòa hiệp, trăm năm hạnh phúc, dạng sự nhí, mọi sự như mơ. Hai tay dịch vụ cầu lên nào. Cao cao bà nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta, thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Em đến na xinh xinh, đến duyên bên nhau.
là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh say tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Thế nào em tính đi. Hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em chán tự nhiên cái mắm chay. Chắc lúc đó anh chết là sao mới sống được. Thế nên cứ phải cười cười sớm em ơi. Không thể để lâu lỡ mai nó nhìn bầu. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh say tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Em nói rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Hay tình đã cưới anh sẽ như một hoàng tử. Em là bạch tuyết xinh đẹp và dịu dàng. Hoa cỏ ngày cưới sẽ không bao giờ phai tàn. Lấy anh đi em mình cưới nhau nha em. Anh là chơi ngày nay cùng lâu. Mong chờ em hỏi ông một câu. Chỉ mong chờ một ngày nào đó ta sẽ sống chung một nhà. Rồi còn mình sống trong ngày đêm. Và giờ mình chẳng cần gì thêm. Anh sẽ luôn là một bờ vai chờ che cho em đến suốt cuộc đời. Bông hoa hồng trên tay của em. Đưa bàn tay anh trao chiếc nhẫn này. Em yêu hòa ta là của nhau. Rêu rao môi tóc sống thật rồi mà. Ai ai mình cưới nhau đi. Ai ai mình cưới nhau đi. Ai ai mình cưới nhau đi. Ai ai mình cưới nhau đi mà. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Thanh xuân kia đi qua vội lắm ai ơi. Cho anh sẽ tình nồng tròn tiếp bên em. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Hẹn hò rồi làm gì mà để đó em ơi. Hay là mình cưới nhau đi. Thế nào em tính đi. Hay là lên phường ta đăng ký kết hôn liền. Ta yêu nhau bao lâu anh chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này anh chẳng cảm thấy lắng lo. Lỡ mày một em chán từ những cái mắm chay. Chắc lúc đó anh chết làm sao mà sống được. Thế nên cứ phải cười cười sớm em ơi. Suy không thể không buồn, nhưng chuyện vui bên em có khi anh sợ tan biến. Vì anh biết khoảng cách sẽ dần giết ta theo thời gian. Sợ mất em, đôi mắt lại u sầu. Biết làm sao khi anh đã yêu em nhiều như vậy. Muốn kể bên em tôi mới say nhưng ngại cho em. Là con gái cứ phải bận lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đang xe. Có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sáng sau nhưng chỉ cần được bên em. Để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu sẽ xa. Yêu em nhiều như thế. Muốn kể bên em tôi mỗi giây lại ngại cho em. Là con gái cứ phải bằng lòng đắn đo khi hẹn hò. Làm thế nào để có thể bên nhau như đã hứa. Có lẽ cần một cái gật đầu từ cha mẹ về bên anh. Để chẳng may đường về chưa đông đang xe. Có bàn tay chở che em này. Cái gắt đầu dù chẳng sáng sau nhưng chỉ cần được bên em. Để sẽ chia và dù cho ai có lỗi. Sẽ là anh giữ chân.
chẳng bay, đường về chưa đông đâu dễ, có bắt tay chờ trời. Cái gắt đầu dù chẳng sát sao nhưng chỉ cần được bên em để sẽ chia, và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại, vì tìm được nhau ai đâu sẽ xa. Cho bằng anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung, bao hương hoa tình yêu thấm nồng con tim thanh thơ, trong giấc mơ thơm nồng gọi ông bướm lại hòa nhạc, bao đau thương cô lệ trần gian anh gom vào mày, bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi, biến cưng anh một tay bút thần anh tô hoa chanh, đem sức trái say đền đài gấm vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật lòng nàng, bằng tình yêu say đắm, không dỡ gian không lọc lừa, không đắn đo không chần chừ, cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian, thật tuyệt vời niềm tin và sức sống, không có ai ngăn được mình trên chiếc xe tâm tình, trên chiếc xe tóc thành tình yêu. Không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh, trong muôn đêm trong van ngày đông giam tay nào ai, kia lời dễ chào thua nói gì đâu vô đêm mong, anh hiếm hoi hơn ngọc ngà trao báu trên trần gian, cho nên suy cho cùng thì anh đây number one, không bên tay bên tàu mà trên quê hương Việt Nam, anh cầm đơn trần gian chỉ mình anh đây mà thôi, em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Chúng em mà thôi thì cùng nhau hòa vang niềm vui. Người ta tình ông bướm của anh được thật lòng trong ta chỉ anh người ơi. Ôi giời ôi giời ôi người yêu hơi my lady. You are beautiful, you are so cute, you are so sexy, you are my lady. La 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 la. Bao đau thương khô lệ trần gian anh gom vào mày. Bao dâm chốn đời nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biến cưng anh một tay dân cho bà ngoại. Một chung vào mà à, dân cho bà ngoại đi. Bà ngoại ơi, nhìn thấy con chụp hình ngoại ơi. Dạ. Rồi. Rồi chuyển lại, con chụp hình ngoại ơi, trời ngoại ơi. Rồi ngoại chúc mừng cho cháu ra là đi. Chúc cháu. Rồi hai con cúi đầu cảm ơn bà ngoại. Một, hai. Sao làm lễ cho mẹ, à, chú rể dân rượu cho ba, cô dâu dân rượu cho mẹ nè con. Hôm nay nuôi con ra con trai lớn trưởng thành và hôm nay cưới vợ cho con. À, hai con đền ơn cha mẹ bằng một chung rượu lễ. Rồi, chú rể dân cho ba, cô dâu dân cho mẹ. Rồi nhìn đây nè, thấy à, đây chung rượu đền ơn đáp nghĩa công sanh thành dưỡng dục đưa con lớn trưởng thành ha. Là cưới vợ cho con là niềm vinh hạnh lớn lao cho gia đình, cha mẹ cầu mong cho vợ chồng con sống vui vẻ trọn đời bên nhau. Trăm năm hạnh phúc. Rồi cha mẹ cho con lại là xá. Xá ba mẹ hay xá công tay lên con. Một, hai. Rồi tiếp theo bên nội thì chế ha. Tới bên ngoại. Mấy gì? Mấy cậu? Dạ mấy gì? Dượng. À, tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đây là đây là dì Dượng ba. Rồi hôm nay dì Dượng đến dự ngày cưới của cháu. Hai cháu cảm ơn rất nhiều. Thôi chế rượu đi và chút nữa ra bàn uống đi bự. Rồi tặng quà cháu đi. Rồi cháu chúc hai cháu năm hạnh phúc. Rồi. Cảm ơn quà cao cao lên coi thí. Rồi. Thanh Kiều. Dì mấy dùng máy đây?
Rồi, nhìn tiêu vui vui lên nha. Hai ba. Rồi, chúc mừng cho cháu Diện Tư. Vỗ tay. Vỗ tay. Cầm cái quà cao lên, Diện Tư quà coi Diện Tư anh ơi, sáng giờ chết rồi. Rồi, chụp hình. Rồi, đây dì 6, dì 8. Dạ, đứng sáng dì 6, 8 rồi. Không được. À, cười nha, hai ba. Rồi, mời hai dì chúc mừng cho cháu, có quà tặng ra. Cho cháu chiếc nhẫn bằng vàng, cho cháu bao thơ lì xì ha. Dịnh cho bao thơ này, cầm nhẫn luôn, đưa cao lên. Cao lên cho chị vào chụp hình cho thấy rồi, dịnh chiếc nhẫn rồi. Rồi, mấy dì cháu vui lên nè, hai ba. Rồi, xong, cảm ơn. Hai dì chồng con hãi vô. Anh rồi, nghi thức lễ được tiến hành tốt đẹp. Quá đẹp rồi. Cảm ơn quý thân tộc hai họ. Cảm ơn quý thân tộc hai họ đã dành thời gian sắp xếp công việc đến dự ngày trọng đại của cháu để mừng cho hai cháu được chọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc, vạn sự như ý. Làm ăn có lý, sống vàng ký, sang năm cô dâu sanh thằng cô tí. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chung cái thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thơ. Một, hai, ba, yo. Mình hôm nay có người thay đổi. Mình chúc hai họ sớm có cháu đẹp bờ. Người ta vui lòng, mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau đẹp, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè. Vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok. 1, 2, 3 vô. Cũng vui vẻ nha, cũng say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly.